Võ thần chúa tể thuyết minh tập 658-659 Giả thống lĩnh thấy cảnh này, cái trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, vừa rồi Tần Trần đánh giết hoàng gia trưởng lão một màn, hắn cũng nhìn thấy, thủ đoạn chi tàn nhẫn quả quyết, làm hắn cũng theo đó kinh hãi, chỉ cầu Tần Trần đem mình đem quên đi, không muốn lẫn vào đến thần tiên này đánh nhau bên trong đi, nhưng Tần Trần ngoắc, hắn cũng không thể thờ ơ, lập tức khẩn trương chạy chậm tới. Nôm nớp lo sợ nói, đại sư, ngài có gì phân phó? Cái này trắc thị đang lầu liền giao cho ngươi xem quản, nếu có người đánh đập, bản thiếu nhưng cầm ngươi là hỏi. Cái này, giả thống lĩnh mặt của lập tức khổ xuống, hắn nơi nào trong chừng ở A, nếu như lát nữa nổi giận đùng đùng hoàng gia mang theo đang các nhân đến đây, chỉ bằng hắn dám ngăn đón, tính toán. Tần trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, đoán chừng ngươi cũng trông giữ không được, cũng được, nếu có người đến ở đây quấy rối, ngươi chỉ cần ghi chép lại là ai là được rồi, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Giả thống lĩnh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, liên tu nói đúng, đến đổi chúng ta. Tần Trần nhìn về phía Trác Thanh Phong, cười nói, đi, đi tìm hiên giật dược vương. Biết Trác gia tình huống, Tần Trần cũng nên là đi gặp gặp hiên giật dược vương, Trác Thanh Phong trong lòng rung lên, biết Trần Thiểu đây là muốn làm chính sự, một đoàn người lúc này hướng về đang thành phố đi ra ngoài, Trác thị đang lầu ngoại vi quan quần chúng, cũng nhao nhao tản ra, nhưng vẫn là có không ít người đi theo tầng trần bọn người sau lưng, rõ ràng bọn hắn biết hoàng gia là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng lập tức lại có một hồi đại chiến muốn phát sinh, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, tầng trần đối với mấy cái này theo sau lưng quần chúng vây xem, cũng lười để ý sẽ, một mực mục đích bản thân đi, tầng trần. Một đoàn người vừa rời đi đang thành phố, chỉ thấy một cái đang đồng đi tới, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, tu vi cũng chỉ có lục giai. Lại một mặt cao ngạo, chỉ thấy trên người hắn mặc một bộ đan đồng bào, vị trí ngực, thì khắc một đạo màu xanh hồng nhạn, cực kỳ bắt mắt, thấy hắn tới, tất cả mọi người là lộ ra vẻ lẫm nhiên, chính là những cái kia võ hoàng cùng luyện đám dược sư cũng không ngoại lệ, nhau nhau nhường ra một con đường, bọn hắn cũng không phải là kính sợ cái này đan đồng, mà là hắn đại biểu người. Thanh hồng đan sư, Thanh Hồng Đan Sư là đan đạo thành cường đại nhất An Chem Xích một trong, cũng là đan đạo thành nổi danh nhất An Chem Xích, đồng thời cũng là đan các tam đại phó các chủ một trong, đan đạo thành tam đại phó các chủ, phân biệt là Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt cùng Thanh Hồng Đan Sư, ở trong đó, lại lấy Thanh Hồng Đan Sư danh tiếng thịnh nhất, cũng không phải nói thực lực của hắn tối cường, mà là khác hai vị phó các chủ, thâm cư không ra ngoài, rất ít công khai lộ diện, chỉ có cái này thanh hồng đan sư cũng không kiên kỵ lộ diện, thường xuyên tại quần chúng bên trong đi lại, thậm chí tâm tình tốt thời điểm, còn có thể tiếp đãi một chút cầu kiến giả, bởi vậy người biết hắn rất nhiều, mà đang đồng ngực chạm thanh sắc hồng nhạn, chính là hắn một trong ký hiệu. Có thể người mặc cái này đang đồng bào đang đồng, thường thường là thanh hồng đan sư bên cạnh thân cận nhất thiếp thân đang đồng, ta là. Tần Trần mỉm cười, đang đồng có chút quể oải, đạo, đại nhân nhà ta cho mời. Đại nhân nhà ngươi là?" Tần Trần hỏi, hắn cũng không nhận ra tên này đang đồng, cái kia đang đồng lộ ra một vòng vẻ ngạo nghễ, "Đạo, ngay cả ta nhà đại nhân đều không biết. Ngươi lại còn có thể làm an chim cũng không biết đại nhân nhà ta vì cái gì nhất định để ta tới tìm ngươi, còn tìm ta nửa ngày." Tần Trần cười ha ha, ánh mắt lạnh xuống, "Ta có thể không thể làm an chim là ngươi một câu nói nhảm có thể quyết định. Ngươi lại là đồ vật gì?" hắn đem hai tay hướng về sau lưng một thua, đạo, ha ha, ta chính xác không nhận ra đại nhân nhà ngươi là ai. Hơn nữa, ngươi lại là đồ vật gì, phối cùng ta nói như vậy. Luận võ đạo thực lực, hắn có thể so với võ hoàng cường giả, luận an xích tiêu chuẩn, hắn càng là khó tìm địch thủ, nhưng này đang đồng. Tu vi võ đạo chỉ là vũ tôn, hơn nữa xem như đang đồng, lại cao minh, cũng liền bốn, năm phẩm an xích tu vi, thế mà tại hắn cùng vọng, cũng không biết ai cho dũng khí, lăng, cái kia đang đồng không khỏi tức giận đến run rẩy. Chỉ vào tầng trần đạo, chào ngươi gan to, lại dám nhục ta. Chỉ không được sao. Ngươi vốn cũng không phải là thứ gì, còn tại trước mặt ta diễu võ dương oai. Tần trần không thèm để ý chút nào, ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì theo ta bình khởi bình tọa? Ta! Ta! Đang đồng nghẹn lời, hắn có thể đủ phách lối như vậy, Tự nhiên hết thảy đều là bởi vì Thanh Hồng đan sư. Bản thân đi, không nói không đáng một đồng, ít nhất cũng không cái gì tốt ngậm trong mồm, chủ yếu là bởi vì hắn bình thường phách lối đã quen, làm Thanh Hồng đan sư thiếp thân đang đồng, nơi hắn đi qua, ai không khách khách khí khí với hắn. Chính là võ hoàng cường giả thấy hắn, đều sẽ thân thiết kêu một tiếng Hà đan sư, đang các trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng muốn mỉm cười gật đầu. Lúc trước nhận được nhà mình đại nhân mệnh lệnh, đi tìm một cái gọi tần trần thiếu niên, hắn tìm nửa ngày, mới đánh nghe được người đang đang thành phố, trong lòng khó tránh khỏi có khí, lúc này mới thái độ không tốt, nào có thể đoán được đối phương so với hắn còn muốn cùng vọng, đơn giản vô pháp vô thiên, thanh hồng đan sư bởi vì thường xuyên lộ diện, khiến cho rất nhiều võ hoàng cao thủ cùng luyện đám dược sư đối với hắn cực kỳ cung kính. Hắn thân là thanh hồng đan sư thiếp thân đang đồng, muốn cầu hắn người cũng nhiều vô số kể bất luận kẻ nào tương kiến thanh hồng đan sư, đều phải hắn bẩm báo, lúc này mới dưỡng thành bực này tính khí, nhưng còn bây giờ thì sao, một cái nho nhỏ thiếu niên, lại dám chỉ lỗ mũi mình mắng, nhưng hắn làm sao có thể tiếp nhận, đặc biệt là Tần Trần nhìn qua so với hắn còn lớn hơn không có bao nhiêu. Tần Trần, ngươi thật quá mức, đang đồng giọng the thế hô, đắc tội ta, ngươi ở đây đang đạo thành đem nửa bước khó đi. Ha ha, phải không? vậy ta liền đi cho ngươi xem một chút tần trần không thèm để ý đối phương cất bước liền đi cũng không biết từ đâu tới ngu dốt không nói hai lời ngay tại trước mặt mình giả ngu thấy cảnh này tất cả mọi người là lắc đầu từng cái im lặng tiểu tử này cũng quá điên a à, lúc trước vết hoàng gia trưởng lão không nói bây giờ lại còn đắc tội thanh hồng đan sư đan đồng hoàng gia mặc dù mạnh nhưng là chỉ là đan đạo thành một cái thế gia đắc tội cũng đã đắc tội rồi Ngươi nếu là tại đang cắt hơi đen cảnh, ít nhất còn có thể tranh luận một phen, nhưng bây giờ đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là đang cắt phó các chủ đang đồng. Ngươi còn như thế điên cuồng, đây là muốn nghịch thiên sao, cái này đang đồng họ hà, là thanh hồng đang sư thiếp thân đang đồng, cho dù là đang cắt phổ thông dược vương trưởng lão nhìn thấy đối phương cũng sẽ cho chút thể diện. Xem như đang cắt phó các chủ thân tính, cái này hà đang đồng thế nhưng là nắm giữ rất lớn quyền hành, cơ bản không có người dám nắc tội, có thế tần trần đâu. Thế mà trực tiếp nhục mạ. Nhưng trong lòng mọi người không thể không viết cái chữ phúc, ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp tần trần trực tiếp liền đi, Hà Đăng Đồng lập tức giận dữ hết, ngươi lại muốn làm cái gì? Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không hiểu thấu. Tần trần quay đầu, lạnh lùng nói, Hà Đăng Đồng tức giận, cả giận nói, ngươi cũng đã biết, đại nhân nhà ta là ai? là ai a à? tần trần thật tốt kỳ là ai bồi dưỡng ra ngư bức như vậy đang đồng lấy đang đồng thân phận đối với mình một cái dược vương kêu gào tần trần không biết hắn cái này đúng thật là oan uổng hà đang đồng bởi vì hà đang đồng căn bản vốn không biết sự tích của hắn cùng thân phận bằng không cùng vọng đi nữa cũng cái kia hà đang đồng luôn luôn tại thanh hồng đang sư hiệu thuốc bên trong quản lý luyện dược sự tình sự tình bận rộn có rất ít cơ hội có thế đi ra đã có thật nhiều ngày không có ở đang các bên trong hành tẩu, bởi vậy đối vừa mới phát sinh ở đang các bên trong sự tình, hắn cũng không rõ ràng, tự nhiên không biết Tần Trần cùng Kim Châu Thánh Tử xung đột, cũng không biết Tần Trần thông qua được Dược Vương Thảo Hạch, là một gã trẻ tuổi đang đạo thiên tài tin tức, hắn chỉ là đột nhiên tiếp vào thanh hồng đang sư mệnh lệnh, đi tìm một cái gọi Tần Trần an Chem sóc, cũng đem hắn mời đi theo, cho nên mới một đường nghe ngóng, đi tới đang trong thành phố, đối với Tần Trần hắn chỉ biết là, đối phương là cái thiên phú không tệ thiên tài Anchemsit, đang các bên trong bất luận cái gì Anchemsit nâng lên người này. Đều một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, đến nỗi Tần trần rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nếu để cho hắn biết Tần trần so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã là một cái thất phẩm dược vương. Hơn nữa trực tiếp bị chứng nhận trưởng lão Hoàng Phủ Nam muốn phong làm chuyện bên trong trưởng lão lời nói, hắn là tuyệt không dám lớn lối như vậy cho nên hắn một mặt ngạo nghễ cao ngạo nói mở lớn lỗ tai của ngươi nghe cho kỹ đại nhân nhà ta chính là đan các thanh hồng đan sư hẳn là nghe nói tiểu tử ngươi thiên phú không tồi muốn chỉ điểm ngươi một phen vì ngươi bắt cái tiền đồ thức thời nhanh chóng quỳ tạ đi với ta một chuyến a tại hắn trong tưởng tượng thanh hồng đan sư sở dĩ muốn tìm cái này tần trần hẳn là nghe nói cái này tần trần thiên phú không tồi cho nên muốn đề điểm một phen hơn nữa thu làm thủ hạ, chuyện như vậy, hắn làm qua nhiều lần, ngược lại cũng không lạ lẫm, bởi vậy nói xong lời này, hắn lập tức lỗ mũi hướng lên trên, ánh mắt nhìn thiên, liền chờ tầng trần dưới khiếp sợ, quỳ xuống đất nói xin lỗi, nhưng mà ai biết đợi nửa ngày, một điểm động tĩnh cũng không có. cúi đầu xem xét, mới phát hiện tầng trần một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem hắn, ngươi, còn không cho quỳ tạ. Hà đang đồng giọng the thế nói, một mặt khó có thể tin, dĩ vãng cái nào an chem -ship nghe được là thanh hồng đan sư mời sau đó không kích động quỳ xuống đất cảm tạ nhưng này tiểu tử thế mà không nhúc nhích cái này không phải là kích động biến ngốc hả suy nghĩ một chút cũng phải một cái tuổi trẻ an chem -ship lại có thể chịu đến đang các phó các chủ triệu kiến dưới khiếp sợ không kịp phản ứng cũng là có thể hiểu được bởi vậy hắn vẫn một bộ ngạo nghễ bộ dáng liền chờ tần trần kịp phản ứng nào có thể đoán được hắn đã chờ nửa ngày đã thấy Tần Trần cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, Thanh Hồng Đan Sư là ai? Chưa từng nghe qua. Phúc, Hà đang Đồng tại chỗ một ngụm lão huyết liền phun tới, thân là đang cắt An chem xít, lại còn có chưa nghe nói qua Thanh Hồng Đan Sư, làm sao có thể, ngươi? Lớn mật. Hắn lập tức giận tím mặt, hắn thấy, Tần Trần làm sao có thể chưa nghe nói qua Thanh Hồng Đan Sư, hắn nói như vậy. Căn bản chính là không có đem thanh hồng đan sư để vào mắt, cố ý gây chuyện, lửa giận trong nháy mắt liền dâng lên. Tốt, cái này tiểu phản thiên, chẳng những dám vũ nhục chính mình, lại còn dám vũ nhục thanh hồng đan sư, tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Hà đang đồng âm thanh quát to, con mắt đỏ lên, cùng chết cha mẹ một dạng, tóc dựng lên, trần thiểu, thanh hồng đan sư là đang các tam đại phó các chủ một trong, si ngạo lăng thánh nữ sư tôn. Trác một rảnh rỗi ở một bên nhắc nhở, a. À. Tần Trần hiểu rõ nguyên lai là đang các tam đại phó các chủ khó trách cái này đang đồng ngưu bức như vậy cũng đối đi theo đang các phó các chủ cho dù là đang các bên trong al xíp nhìn thấy đối với người này sợ rằng cũng phải cung cung kính kính a thời gian dài có thể không phách lối sao bất quá thanh hồng đang sư thân là đang các phó các chủ gọi mình đi qua làm cái gì chẳng lẽ là thưởng thức chính mình còn là nói muốn chèn ép chính mình tần trần không muốn biết cũng lười biết ít nhất cái này Hà đang Đồng thái độ, liền để hắn không muốn cùng cái này Thanh Hồng Đan Sư có qua lại gì, có thể nuôi dưỡng được cùng ngạo như vậy tự đại Đan Đồng An Chem Suýt, lại là cái gì khiêm tốn người. Chưa chắc a, à, huống chi cái kia Thanh Hồng Đan Sư liền xem như phó các chủ lại như thế nào. Tùy tiện phái một người liền nghĩ nhường cho mình đi qua ý kiến. Thậm chí càng quỳ tạ, xin lỗi, hắn còn không có như vậy tiện, cho nên hắn xùy một tiếng, đạo, ngươi bất quá là một con chó, kêu la cái gì. Đừng quên, ngươi hết thảy đều là người khác cho, đến nỗi chính ngươi, bất quá là một cái rác rưởi thôi, người khác e ngại ngươi, cũng không phải e ngại ngươi người này, chỉ bất quá e ngại sau lưng ngươi thanh hồng đan sư thôi, cũng ở đây cùng ngạo. Nực cười. Ngươi. Ngươi. Hà đang đồng tê thanh khiếu đạo, toàn thân run rẩy, hắn chưa từng có bị người như thế khinh miệt qua, hắn nhất định muốn tần trần ở trước mặt hắn cúi đầu tần trần mỉm cười đạo ta không cùng cặn bã chấp nhặt tránh ra một bên không muốn cản trở đạo gặp tần trần muốn đi hà đăng đồng vội vàng nhảy ra ngoài đưa tay cản lại đạo không cho phép đi như thế nào muốn theo ta động thủ tần trần cười nói chả lẽ lại sợ ngươi hà đăng đồng nguyên bản là coi trời bằng vung huống hồ lại đối tần trần tình huống không hiểu nhiều lắm hắn thấy chính mình chính là thanh hồng đan sư đang đồng đại biểu là thanh hồng đan sư mặt mũi coi như tu vi không bằng đối phương nhưng mình nếu là muốn ra tay đối phương chẳng lẽ còn thực có can đảm đánh trả không thành cho nên cho dù là tầng trần người bên kia nhiều thế chúng nhưng hắn không có chút nào lo lắng có thế chung quanh không thiếu quần chúng vây xem nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái lời này nghe tự hồ vẫn rất quen tai đúng phía trước hoàng gia trưởng lão tự hồ cũng đã nói như vậy nhưng bây giờ nhân gia đã sớm trở thành một đống bả vụn hà đan sư không thể có người vuốt môn ngựa vội vàng nói ra tần trần khi trước sự tích ta tích nương a hà đan đồng lập tức khóe miệng co giật gia hỏa này nguyên lai lớn gan như vậy vừa rồi tại cái này đang thành phố thế mà vừa mới giết qua người hơn nữa còn là đang đạo thành thế gia hoàng gia võ hoàng trưởng lão tiểu tử này chẳng lẽ là người điên a lập tức đáy lòng phát lạnh chỉ cảm thấy có hơi lạnh vọt tới đỉnh đầu, hắn mặc dù là thanh hồng đan sư đan đồng, đối với cái gì thế gia trưởng lão cũng không để ở trong mắt, nhưng muốn hắn ở nơi này đang thành phố công nhiên giết chết một cái võ hoàng trưởng lão, vẫn còn không có dũng khí này, cho nên, khí thế của hắn lập tức một yếu, nhưng bởi vì phách lối bá đạo đã quen. Lập tức lại đem ngược cưỡng một cái, đạo, ta không cùng ngươi loại này giả mang nhân động thủ, ngươi nhục ta, chính là nhục thanh hồng đan sư, chính là nhục toàn bộ đang đạo thành. Nơi này có ai sẽ đáp ứng để cho ngươi làm loạn? Tần Trần không khỏi bật cười, đạo, ngươi thật đúng là da mặt quá dày, nho nhỏ đang đồng, nhiều nhất chỉ thị ngũ phẩm an chen xuyết, chỉ là lục giai vũ tôn. Lại còn nói nhục ngươi chính là nhục toàn bộ đang đạo thành. Ngươi không phải liền là ý vào thanh hồng đan sư thế sao? Hừ, ngươi biết liền tốt. Hà Đan Đồng có chút đắc ý, đây cũng không phải là hắn lần đầu hồ giả hổ uy, liền rất nhiều hoàng giả đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu, tần trần gật gật đầu, đạo, có bản lĩnh, ngươi mắng ta một tiếng thử xem. Mắng ngươi lại như thế nào? Như ngươi loại này tiện hóa, ta mắng ngươi một trăm âm thanh đều, ba. Hà đang đồng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị tần trần mang theo cổ nhấc lên, lời nói tự nhiên là nói không được nữa, hai chân gấp đến độ đạp loạn, khuôn mặt đều tái rồi, tất cả mọi người nghe được, là hắn mắng ta. Tần Trần nhún vai, tự hồ rất vô tội. Ta đường đường thất phẩm dược vương, cái này tiểu đang đồng lại dám mắng ta, đem đang đạo thành quy củ thả tại hướng nào. Trưởng ấu tôn ti ở nơi nào. Thoại âm rơi xuống, hắn cười lạnh một tiếng, ba, chính là một trưởng này dùng sức rất lớn, hà đang đồng trực tiếp miệng hơi mở, phun ra một nguồn máu tươi, cùng mấy khỏa răng gãy, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên t tất cả mọi người là chấn kinh cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân người ta chủ nhân thế nhưng là thanh hồng đan sư đan đạo thành đính nhi tim nhi nhân vật tam đại phó các chủ một trong là ngươi có thể dạy dỗ sao có thế càng làm cho đám người khiếp sợ vẫn là vừa rồi tần trần nói tới câu nói kia cái gì kẻ này lại là thất phẩm dược vương làm sao có thể ta đang đạo thành trẻ tuổi nhất tam đại đang đạo thánh tử, cũng đều là hơn 30 tuổi đột phá dược vương cảnh giới, kẻ này mới chừng 20, lại chính là thất phẩm dược vương. Nói đùa cái gì? Không phải là cố ý nói càng a. À. Có thế lại có ai dám tại đang các giả mạo mình là dược vương? Cái này không thể so với đánh hà đang đồng, sự tình làm lớn chuyện, lớn hơn nửa bối cảnh đều cứu không được hắn. Đám người chấn kinh, nhao nhao liếu lưỡi từng cái khó có thể tin, trong mắt đều nhanh trừng bùng nổ, thật sự là 20 tuổi dược vương quá mức khoa trương, đám người căn bản không dám tin tưởng đây là sự thật. Hảo, 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 tiểu tử, ngươi dám giả mạo thất phẩm dược vương, ngươi nhất định phải chết có biết không, ngươi nhất định phải chết. Hà đang đồng bị như thế một cái tác rút trúng, chỉ cảm thấy đầu đầy kim tinh, ngơ ngơ ngát ngát, có thể nghe được tần trần nói tới, lại càng hưng phấn kích động, âm thanh bén nhọn, tiểu tử này dám giả mạo dược vương, đây là muốn xử tử tội lớn A. An -ship ở giữa, cấp bậc rõ ràng, mỗi một cấp, đều có to lớn đãi ngộ trên lệch, cái này cũng dẫn đến, đang cắt đối với An -ship cấp bậc, khoảng khống 10 phần khắc nghiệt, tỉ như lúc trước tại đang cắt tầng trần cùng Kim Châu Thánh Tử ở giữa xung đột, tầng trần nếu như chính là một cái bình thường An -ship, đó chính là đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, chỉ khi nào hắn thông qua được dược vương khảo hạch, chính là đồng cấp bậc an chim ship ở giữa xung đột, có thể dựa vào lý lẽ biện luận, cho dù là Ngụy Kim Châu thánh tử thân phận, cũng chỉ sẽ cho hắn mang đến chút ít tiện lợi, sẽ không cải biến chuyện kết cục, có thể thấy được chuyện giống vậy, thân phận khác nhau, tại đang các kết quả xử lý sẽ có bao nhiêu đại khác biệt, đối với an chim cấp bậc quản khống, vô cùng tự nhiên nghiêm ngặt. Dược tôn chính là dược tôn, dược vương chính là dược vương bất luận cái gì anh Chem Xích quyết không thể tùy ý giấu giếm cùng xuyên tạc thân phận của mình, bằng không một khi tra được, nghiêm trị không tha, nhẹ thì trục xuất đan cát, nặng thì xử tử tại chỗ, ha ha, giả mạo dược vương. Bản thiếu cần làm như vậy sao? Trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Tần Trần lười nhắc nói nhảm, trực tiếp móc ra dược vương lệnh bài, hiện ra ở Hà đang Đồng trước mặt, cái này. Cái này. Cái này. Hà đang đồng trong mắt trợn tròn, cơ thể giống như là run rẩy đồng dạng run rẩy, cả người đều ngu, dược vương lệnh bài, hơn nữa lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, thuốc này vương lệnh bài tuyệt đối là đang đạo thành đang cắt chuyển xuống. Không phải giả, ngươi thật là một cái dược vương. Hắn thì thào lên tiếng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đầu óc chóng mặt, tư duy đều ngừng trệ, không phải chứ, thiếu niên này thật là một cái dược vương, mọi người thấy ở trong mắt, cũng đều từng cái kinh ngạc đến ngay người, ta, à, ta tự hồ nghe bằng hữu của ta nhắc qua, hôm nay đang cắt hoàn toàn chính xác có một cái thiên tài an châm xít. Chứng nhận dược vương thân phận. Ta cũng có nghe thấy, nghe nói còn là đang cắt chứng nhận trưởng lão tự mình nhận chứng, tại đang cắt bên ngoài quảng trường, náo động lên động tĩnh to lớn, đáng tiếc ta lúc đó không ở, không thể nhìn thấy. Ta cũng nghe nói, hơn nữa nghe nói thiếu niên kia tại đan cát còn điên cuồng đánh một trận kim châu thánh tử kết quả tra ra là kim châu thánh tử đi trước động thủ cái kia thiên tài dược vương vô tội phóng thích ai cũng chính là kẻ trước mắt này a à. đám người chấn kinh nhao nhao nghị luận tần trần tại đan cát chứng nhận dược vương sự tình tại toàn bộ đan đạo thành huyên náo xôn xao nghe nói võ giả số tự nhiên không kể xiết đương nhiên chân chính tại hiện trường chứng kiến mặc dù nhân số đông đảo trùng trùng điệp điệp. Nhưng phần lớn cũng là anh ship, hơn nữa so sánh đang đạo thành khổng lồ nhân khẩu cơ số tới nói, kỳ thực không đủ một phần trăm, thậm chí một phần ngàn, cái này cũng dẫn đến, hiện trường cơ hồ không có người tận mắt thấy cái kia một hồi chứng nhận, nhưng nghe nói người, nhưng là có thật nhiều, bây giờ tần trần tự bạo dược vương thân phận, hơn nữa lấy ra dược vương lệnh bài. Lập tức nhường đám người này phản ứng lại, Tần Trần chính là vị thiên tài kia dược vương, dọa, Đám người điên cuồng kinh, chấn kinh nhìn xem Tần Trần, thiếu niên này lại chính là cái kia Thiên Tài Dược Vương. Nhưng này cũng quá trẻ a, à. trên thực tế, nghe nói Tần Trần vẫn là Tần Trần quá trẻ tuổi, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù truyền ngôn cái kia mới tấn cấp Dược Vương hết sức trẻ tuổi, thậm chí so Tam Đại Thánh Tử còn muốn thiên phú siêu quần, nhưng tính sao, cũng phải chừng 30 a, à. nhưng hôm nay, phúc, chừng 20 tuổi Dược Vương, đây là muốn phóng lên trời sao, ngươi, ngươi thật là Dược Vương. Hà Đan Đồng cũng đã sợ choáng váng. Sắc mặt trắng bệch, cùng bôi một lớp phấn tựa như không có nửa điểm huyết sắc, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Tần Trần cười lạnh, ngươi một ít tiểu Đan Đồng, dám nhục mạ ta đây dược vương, còn có biết hay không đang cắt quy củ? Có hay không đem tiền bối để vào mắt? Hôm nay ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn, để cho ngươi biết, đắc tội đời trước hạ tràng. Ba 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 ba. Thoại âm rơi xuống, Tần Trần chính là một trận cùng rút, chỉ đem Hà Đan Đồng quất máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt sưng liền cùng màn thầu tựa như, hồng bên trong phát tím, tím bên trong biến thành màu đen, thẳng đến đánh trong lòng đã thoải mái, lúc này mới đem Hà Đan Đồng tiện tay vứt qua một bên, đám người thấy thế, vô cùng nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt khóc mồm. Nhưng vấn đề là, Tần Trần hết lần này tới lần khác còn 10 phần có lý, ngươi một cái nho nhỏ đang Đồng cũng dám nhục mạ thất phẩm dược vương? cái kia xem chế độ đẳng cấp là vật gì quy củ cũng không có vì thành phạm vi này kiện cáo liền xem như đánh tới thanh hồng đan sư trước mặt đi cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm chúng ta đi hút xong hà đan đồng tần trần mang theo trác thanh phong một nhóm xoay người rời đi mọi người thấy tần trần bóng lưng lại nhìn xem trên mặt đất còn tại trên rỉ hà đan đồng cũng là từ đáy lòng dân lên một cổ ý bội phục tiểu tử này thực ngưu coi như hắn là dược vương Hà Đăng Đồng dù sao cũng là phó các chủ Đăng Đồng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, một trận này bàn tay xuống, đạo lý là có. Có thế thù cũng coi như tiếp nhận, một cái phó các chủ, coi như tùy ý không đối phó được ngươi một cái dược vương, có thể nghĩ muốn cho ngươi làm cho chút ngắn chân, vẫn dễ như trở bàn tay, kết hợp với tầng trần đối với người hoàng gia cử động, đám người cũng liền minh bạch hắn vì cái gì như thế có lực lượng, chỉ tiếc A, vẫn là tuổi còn rất trẻ nghe nói hoàng gia sau lưng núi dựa lớn là kim thánh kiệt phó các chủ phía trước gia hỏa này lại đánh khang hữu minh phó các chủ dưới quyền kim châu thánh tử bây giờ lại đem thanh hồng đan sư kỳ hạ hà đan đồng đánh đậu xanh rau má hắn thoáng một cái tương đương đem đan các tam đại phó các chủ tất cả đều đắc tội a à, coi như ngươi là dược vương cũng không tất yếu phách lối như vậy a à, mọi người thấy tần trần trên video mặt. đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký